Về quê xa, về quê xa. Nhật ký ngày thứ nhì, thứ ba, 5 tháng 10 năm 2021. Chúa hóa bánh ra nhiều, phép lạ là có thật. Ban đầu hai vợ chồng mình nghĩ là số người về quê sẽ không nhiều. Ngày đầu chúng tôi chỉ dự tính có khoảng 100 phần quà, không ngờ hết sạch và thiếu trầm trọng. Hôm nay mình chạy xe một vòng khắp các tiệm tạp hóa và chỉ gom được gần 200 ổ bánh mì. Dọn ra phát quà là đã 9 giờ 30 sáng. Đoàn xe chạy tới lác đác một hai chiếc. Mình thầm lo trong bụng không biết hôm nay có phát hết quà như hôm qua không. Gia đình mình cũng được 4-5 anh chị em kéo ra hỗ trợ. Được một lát thì có 5 xe máy, rồi tới một tốp 10 xe ùa tới một lần. Tiếp theo nữa là một đoàn mấy chục người, có cả xe công an dẫn đường. Vậy là trong khoảng nửa tiếng là hết veo. Bàn để quà trống trơn, chỉ còn sót lại 2-3 phần. Cô em gái mình nhanh trí chạy đi mua thêm 60 cái bắp luộc để phát, nhưng veo một cái lại hết trơn. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì một em gái, con của cô bán bắp bên đường, chạy lại hỏi: "Chị ơi, em không có bắp nữa, nhưng có khoai, có phát được không chị?" "Được chứ em, có gì mình cho nấy." Em gái chạy về nhà, khoảng 5 phút sau thì bàn đã đầy khoai lang, cả nhãn nữa. Tất cả đã vào túi xốp gọn gàng từng phần. Mình tiếp tục phát, em gái lại tất tả chạy đi tìm, gọi thêm bắp về luộc. Vừa hết đợt này em ấy lại chạy qua đem đợt khác, bắp nóng hổi. Chúng tôi, người trao thì cũng hồ hởi vui vẻ, còn người nhận thì cũng rất dễ thương. Nhiều anh chị muốn nhường cho những người đến sau. Thoáng một cái buổi sáng hôm nay hết sạch hơn 500 phần quà. Buổi chiều mình lại tiếp tục chạy khắp chợ Phú Giáo để mua thêm được khoảng 500 phần bánh ngọt chuẩn bị phát. Đến khoảng 15 giờ 30, cô bé bán bắp đến phụ một tay để phát quà. Cô chú chủ nhà cho chúng tôi mượn chỗ để đứng phát quà. Mới đầu còn sợ lây Covid, chỉ đứng trong nhà nói vọng ra. Nhưng chiều nay thì cô bước hẳn ra bên ngoài và bảo: "Thấy tụi con phát mà cô muốn rơi nước mắt." Thế là hai vợ chồng và người bà con cũng chạy ra phụng vào mua túi phần bánh và nước. Mùa dịch ai cũng luôn cảnh giác, nhưng chỉ cần ra lề đường nhìn những đoàn người lũ lượt chạy xe máy về quê thì không còn nỗi sợ hãi nào có thể ngăn cách chúng tôi với những bạn trẻ đáng thương ấy. Họ đi đâu, họ về đâu. Những phần quà quá bé nhỏ chẳng thấm tháp vào đâu so với đoàn người có khi cả trăm. Chúng tôi vừa phát được chừng nửa tiếng thì đã gần hết 500 phần quà. Đang lo không biết lấy quà đâu nữa đây thì chợt thấy một bạn gái chạy xe lại. Mình tưởng là bạn ấy muốn nhận quà, đang tính trao cho chị ấy một phần thì chị ấy cười bảo: "Dạ em ủng hộ 4 thùng sữa nè." Chỉ khoảng 30 phút sau là cũng hết sạch cả 4 thùng sữa. Chúng tôi lại chạy tìm mua thêm bánh để bù vào, nhưng những chuyến sau thấy toàn là xe chở 3, chở 4. Cả gia đình đèo nhau trên một chiếc xe, thương quá. Có ai còn tiền mua thêm ít sữa không? Tôi còn đang hỏi thì có một bác gái chạc 70 tuổi chạy xe Shelly đến, đem theo mấy chục túi bánh. Bà còn gọi người nhà chở tới thêm 6 thùng sữa nữa. Thật là không tin nổi, phép lạ là có thật. Bắp, khoai, nhãn, bánh ngọt, sữa, không biết ở đâu cứ đem tới đúng lúc mà chúng tôi đang cần. Ai cũng phải công nhận là Chúa đã hóa bánh ra nhiều. Lòng chúng tôi thầm cảm tạ Chúa. Rồi cũng chính là bác ấy chạnh lòng khi nhìn cảnh người ta gần như trắng tay sạch túi mà vẫn cứ liều lên xe chạy về quê. Thế là bác lại quay về nhà. Một lúc sau chiếc xe Charlie của bác đã lạch tạch ra tới điểm phát quà.
Bác đưa cho chúng tôi mỗi đứa một sấp giấy 100.000 để phát cho những người đi xa có tiền đổ xăng, nhất là nhìn qua thấy những xe nào quá yếu, quá cũ là chúng tôi chia sẻ với họ. Chắc có lẽ bác đã trao tất cả những gì bác đã dành dụm để dưỡng già và phòng hờ bệnh tật của chính mình. Số tiền là 40 triệu đồng, không thể nào ngờ được. Thương quá, đẹp tấm lòng người cho mà ấm tấm lòng người nhận. Mùa Covid còn đang hoành hành mà sao chẳng thấy có chút gì e dè sợ sệt, vẫn hết lòng hết nghĩa với nhau. Thoáng cái đã 18 giờ, trời sập tối, quà đã hết mà đoàn xe chạy tới có công an dẫn đường, lên đến cả 100 chiếc, khoảng 300 người. Nhìn họ chạy ngang qua mà mình chẳng còn gì trao tặng. Chúng tôi loay hoay dọn đồ mà lòng quặn đau xót xa. Vẫn còn sót lại hơn 10 chai nước. Đến khi trao hết nước thì chúng tôi chỉ còn biết lặng lẽ đứng vẫy chào tạm biệt họ. Chỉ có nụ cười trao tặng thôi mà sao nhiều người trong đoàn cũng vồn vã chào hỏi lại chúng tôi. Đường còn rất xa nhưng trong lòng họ đang rất vui và háo hức khi được về nhà. Lạy Chúa Giêsu, cả ngày hôm nay chúng con đã cố gắng được hơn 1.000 phần quà, vậy mà vẫn không đủ. Nhưng thôi, chúng con chỉ làm được có nhiêu đó, còn lại xin Chúa lo liệu để những người ngày mai chưa có cũng được một ít sẻ chia.